Đến với Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, du khách không chỉ ấn tượng với cảnh vật thiên nhiên vô cùng trong lành, tươi đẹp, người dân thân thiện, mến khách, mà Ba Bể còn ấn tượng bởi rất nhiều sản vật ở đây nữa. Trong đó có bí xanh thơm, một sản phẩm hiện nay được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và biết đến. Ba Bể là một trong những địa phương có khá nhiều nông sản nổi tiếng, trong đó có bí xanh thơm. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị hãy theo chân chúng tôi cùng trải nghiệm việc thu hoạch bí xanh thơm ở xã Địa Linh, huyện Ba Bể, xem bà con ở đây trồng bí trong vụ vừa qua đã đạt được những thành quả như thế nào nhé. Ban đầu, người dân Ba Bể trồng bí làm thực phẩm phục vụ nhu cầu gia đình, nhưng dần dần loại quả này trở thành hàng hóa. Bí xanh thơm được trồng nhiều tại các xã Địa Linh, Yến Dương của huyện Ba Bể, bắt đầu trồng vào tháng Giêng, sau 3 đến 4 tháng là cho thu hoạch. Đây là cây dễ trồng, chăm sóc, chủ yếu trồng trên đất ruộng hoặc đất soi bãi. Bí xanh thơm Ba Bể có hai loại là bí phấn và bí xanh. Tuy nhiên cả hai lại có điểm chung là thân, hoa, quả đều rất thơm. Khi chế biến rất dẻo, mùi vị đậm đà, hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Chị thấy là năm nay cây bí xanh so với năm ngoái thì nó có sai hơn không ạ? Sai nhiều hơn năm ngoái. Năm ngoái thì mình trồng hơi muộn thì không sai nhiều. Năm nay thì trồng nhanh hơn. Chị thấy là năm nay bí chăm sóc có khó không ạ? Năm nay thì chăm sóc dễ. Vụ này thì dễ hơn. Hàng năm cứ vào tháng 6, tháng 7, bà con nông dân huyện Ba Bể lại tấp nập bước vào thu hoạch bí xanh thơm để bán ra thị trường. Đặc biệt bí xanh thơm khá dễ trồng, phù hợp với tập quán canh tác, chăm sóc của cộng đồng cư dân miền núi, chưa được tiếp cận nhiều với khoa học kỹ thuật. Hiện nay trung bình 1 hecta thu hoạch từ 50 đến 70 tấn, thu được trên 250 triệu đồng. Nhiều năm qua trồng bí xanh đã cho thấy hiệu quả kinh tế khá rõ rệt. Chưa những cái quả bí ở vườn của mình ấy thì thường là mình thu hoạch để mình bán lẻ hay là mình bán cho các cái thương họ đến thu mua theo đầu mối ạ? Còn bán theo người thương lái, không bán lẻ đâu thì không đi ra được bán lẻ được. Chị có thể chỉ cho em cái cách mà nhận biết cái quả bí bắt đầu cho thu hoạch được không ạ? Nó phấn nó ra, ra như quả này. Phấn nó ra như thế này? Ra như thế này thì nó cắt được. Cái này nó héo đi, khô. Chưa cái quả bí này thì mình thu hoạch về để ở nhà thì để được khoảng bao nhiêu lâu? Để được 6 tháng. Để lâu cũng ăn ngon, vẫn ăn được. Thu hoạch về nhà thì mình để chỗ râm, chỗ mát. Ở để trong nhà mình phải kê lên một tí, trong nó thoáng mới để được lâu. Ưu điểm của bí xanh thơm Ba Bể là quả to, có mùi thơm của nếp, giòn và bổ dưỡng, là loại thực phẩm được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, giúp bà con thoát nghèo. Bí được bà con trồng và chăm sóc một cách tự nhiên. Người dân thường làm các giàn đỡ ngay trên ruộng, soi bãi để cây đậu quả và thu hoạch thuận lợi. Chị ơi, cây bí xanh này thì lúc mà nó ra hoa thì mình chăm sóc cần phải chú ý vấn đề gì để nó có thể đậu được quả nhiều như thế này ạ? Chú ý nó con muối nó đốt. Nó chích quá để mình phải đi mua về dán lên nó không bị chích quá nhiều. Chị ơi, những quả như thế nào thì có thể để được giống cho vụ trồng tiếp theo của mình ạ? Được quả như thế này, quả nó to nó đẹp tròn thế này, nó căng nó được, phấn cũng đẹp nữa thì làm giống nó tốt hơn. Bí xanh thơm đã trở thành sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh Bắc Cạn với nhiều hình thức quảng bá. Từ chỗ bí xanh thơm là nguồn thực phẩm dự trữ cho bà con khi mà khó khăn về rau xanh, thì nay đã trở thành mặt hàng được nhiều người biết đến. Thậm chí bất cứ ai đến với Bắc Cạn cũng muốn mua về bằng được để làm quà. Chính thổ nhưỡng khí hậu của Ba Bể đã làm nên hương vị đặc biệt, đặc trưng của bí xanh thơm Ba Bể mà không lẫn với bất cứ nơi nào. Chị thấy là trồng cái bí xanh thơm này giúp cho người nông dân có cái thu nhập như thế nào so với ngô lúa ạ? Thu nhập nó khá hơn ngô lúa nhiều, đỡ hơn lúa, thu nhập cao hơn. Mình làm được bí thì nó được cao hơn, chỉ mong muốn bán được nhiều, được giá được cao hơn. Hiện nay một số hợp tác xã và tổ hợp tác trồng bí xanh thơm trên địa bàn huyện Ba Bể đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, đã tổ chức liên kết tiêu thụ, cung ứng sản phẩm bí xanh cho các siêu thị lớn và các điểm giới thiệu sản phẩm nông sản sạch trong và ngoài tỉnh. Đây là những tín hiệu vui để bà con tiếp tục yên tâm phát triển cây trồng này.
Thưa quý vị khán giả, đối với người dân xã Địa Linh, huyện Ba Bể thì đã từ lâu cây bí xanh thơm trở thành một cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của họ. Và những vườn bí như quý vị đang thấy rất là sai quả như thế này, trong rất nhiều năm qua đã giúp họ có thêm cái nguồn thu nhập khá là ổn định. Và người tiêu dùng ở thị trường, ở khắp nơi không chỉ Bắc Cạn mà còn nhiều tỉnh thành khác cũng được sử dụng những sản phẩm sạch và an toàn do chính người nông dân ở đây làm ra.